Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Em chào mừng bà con đến với kênh Tin Sắt Tin Thắng đó bà con. Này, em có về được một ít máy. Này, em mời anh em cũng như là cô chú mình tham khảo nha. Coi cái nào mà cô chú có nhu cầu mà sử dụng mà chưa có nhu cầu sử dụng mà chưa có tìm ra được cái chỗ nào mua. Con lại cảm thấy mà nó vừa túi tiền mình thì tham khảo giùm em nha. Đầu tiên em lên cho anh chị mình là một con Mitsubishi GM180. Cái này là mới về luôn anh em, mới về luôn á. Mà lý do mà anh em nhìn thấy cái này chưa gắn cái boe á, anh em nhìn máy móc này vậy nè, là bên em mới mở ra tại mình chưa có xúc bình xăng, là hai ngóc này hoàn toàn chưa mở luôn, mới trong thùng mới mở ra luôn. Vậy này cốt xéo tôi chậm. Bây giờ mà 180. Cái này 6 ngựa anh, có trong 68 ly á. Mình máy nó trên bãi nó về nó còn dính chân nền nó gì nè. Nó dính cái cây. Bu ly theo máy nó còn luôn. Ống xăng zin nó là gì nè. Xăng zin nguyên bản nó. Nhớt nó còn luôn. Nhớt còn đẹp luôn. Cái này em bán cái này là máy chưa dọn anh em, hoàn toàn chưa dọn gì hết, anh em về chưa khói xúc rửa bình xăng lại giùm em nè. Được xăng mở thùng xăng, thì xăng này là bên em mới đổ vô anh em, chứ nó về nãy là nó không có xăng. Nhà con kéo con dây dịch ra cho cô chú mình coi con dây dịch đi, dây dịch con vắng rồi đó, nó muốn chạy luôn vậy đó. Để đó con kéo con giật lại cho bà con mình nha. Bên em test thử gì nè anh em, bên em về chưa khó xúc bình xăng lại nha. Giờ bên em không có cách nào ấy, giờ tụi em đổ vô miếng xăng chủ yếu làm thử mà lửa với xe cho anh em bà con mình coi á. Còn đa số này là nếu mà mình muốn cho nó im thì phải về chưa khó xúc bình xăng lại, phải xúc bình xăng lại em mới được. Còn nếu gì thì chắc ít khi nào trường hợp nào nó chạy đó. Ủa này con đang nấu e gì nè con ơi, con mở e nó xăng nó mới vô. Chết mày, sợ em sợ nhí không mày. Thôi mà trời mưa gắn giật đi con ơi, cho nó xúc ngồi. Mình đổ xăng vô thì nó chạy vậy đó. Chết mấy nhỏ trên thằng bự không có sao vậy chứ, mấy nhỏ thở le lử chứ. Cái nắp cánh chuồng này dặn lại con ơi, cánh chuồng này dặn lại dưới đây là dưới này. Rồi cái này em bán anh em nhớ lưu ý là về phải xúc bình xăng lại nha, không xúc bình xăng là anh em giật giống như người tài vậy đó, rồi hả họng thở không đó. Cái này anh em phải xúc bình xăng lại, chứ không có xúc bình xăng là nó không có chạy đâu. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con bác mình luôn ha. Cái này là Mitsubishi GM180, cốt xéo tua chậm, máy nguyên thủy luôn nè. Em xin nhắc lại lần nữa là máy nguyên thủy luôn ha, mà chưa có xúc rửa bình xăng thì nó còn dán nhện tè le học me trong đây như vậy nè. Cái này em bán anh em là 3.4 triệu, phí ship 100.000 là 3.5 triệu. Anh em nào làm được máy này alo giùm em nha. Cái này anh em xúc nhẹ bình xăng như lại là nó chạy anh em ơi, xúc bình xăng nhẹ là chạy. Rồi tiếp tục cho anh em là một con này, con này là con Cosin. Con này con bơm nước là rất nhiều anh em cô chú, đặc biệt là bơm nước ruộng hay bơm vuông nha. Có em nó lộn, bơm nước xà lan, đặc biệt là rất xà lan rất thích cái dòng máy này luôn. Thứ nhất là nó nhẹ hơn máy dầu, với anh chị đa số là mình để dành thủ sẵn khi mà lỡ có mưa, giống như mưa với em vậy nè, thì chạy máy xăng nó nhẹ nhàng hơn nè, hút 90 xả 90 em nhìn đó, có bơm gì đó mới chát luôn có mấy, nhưng mà về cái là nó mất tiêu của dịch dịch rồi nè.
mất tiêu giật giật còn hai ngóc à, người ta dặn lại cho mình hai ngóc nó trắng tươi vậy nè. Đó, rồi bên em có chuẩn bị cho mình là nếu anh em nào chốt á thì cái này anh em gắn cái bu ly cái giật giật của Mitsu 181 vô, nhưng mà anh em phải đổi cái chén này nè, mình mới gắn cái này được nè. Đổi mở cái này ra mình mới gắn cái chén được. Còn hiện trạng giờ thì mình gắn cái chén nó không phải con lăn thứ nó còn nhúng nhất không con? Dạ, thì lấy gì vậy? Lấy gì vậy? Lấy dây á tiền. Cái này em bán là mấy nằm cho anh em bà con cô bác mình em bao hơi bao lăn thôi. Con mở cái lật dầu cho cô chú lật tăng cho cô chú. Trời ơi, có đùng răng nhìn thấy gốm. Đùng răng chết không? Không. Nhờ em lấy cái miếng dầu đang ngồi chuẩn bị lên cái D6 luôn cô phụ mình. D6 này cái bơm này còn rất là đẹp, cái khung cũng rất là đẹp luôn nè. Bơm thì khung ok hết. Còn dây nhỏ xíu gì đây. Cái này em kéo ra chủ yếu là cho anh em mình coi cái máy nó không có cứng rồi nè. Chứ cái này nếu mà thôi con lấy cái súng cho có mở cái đầu bu thử luôn đi coi. Mình test thử mình ngồi xanh cho cô chú mình coi. Cái hơi dữ lắm hơi rồi. Đó. Ờ, dữ dằn lắm. Rồi em xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình nha. Rồi bây giờ đổ xăng vô mồi cho bà con cái đi coi. Đổ xăng vô họng ngồi luôn đi. Còn có chuyện trời ơi còn được luôn. Nó hành bánh gã. Đó chết rồi. Sao ta? Lấy gì dứt lên. Cái bãi lên em thấy vậy là gì đó, đó ở trong mới rồi cho nó nổi lớp dây trắng vô coi. Hôm qua mấy anh em lên hết mấy bát cỏ em có lời xin lỗi với anh em là có một số anh em như bà con nhắn tin mà em chưa trả lời là bị có một số đơn là em chưa xác định được, bị một số bà con là nhắn cái số qua rồi gửi địa chỉ, nhắn số gửi địa chỉ rồi em cũng chưa lên đơn được hết nữa. Rồi giờ bởi em tạm ngưng lại mấy cái đơn của bà con cô bác mình mà đặt trên những cái máy ngày hôm qua á, chắc cũng còn hết đơn rồi bà con ơi. Cái còn sót một hai cái à, bị có mấy chủ mà mua người ta mua khúc á, nó mua từ đầu từ số này bút cái tới số mười mấy, rồi từ mười mấy lên hai mấy, rồi bởi vì là này, có một số bà con nhắn tin cho em mà chưa trả lời, mong bà con mình thông cảm bỏ qua còn đó giùm em nhé. Rồi nữa còn cái số nào để em cho bà con hay sao. Rồi chạy luôn cười đã đây. Rồi bà con chưa có nhìn giùm em tí xíu nha, bị cái này quấn hơi lâu cái nó không có miệng này nè, nếu mình mở ra mình giật cái thì nó nhanh lắm, mình mở ra mình lấy cái bu li mình giật thì nhanh, chủ yếu mình test cái này để cho lửa với gì. Đó, hai cái nữa chưa có, cái nữa rồi con bị xăng nó vô nhiều cái nó ngọt nãy tại dịch ba bốn cái nó mới chạy tiền làm này thành thục quá. Trời mưa này mới mốt kêu nói với cha đem đồ ra ngủ luôn, xăng nó giặt lên rồi. Gắn cái nữa đi con, cố lên đi con, vì tương lai con em chúng ta. Đó, cái đó nhanh đó. Anh em chịu khó đợi giùm em tí xíu nha. Cái mục đích của tụi em gán thử này là để cho anh em mình xác định được đó là cái máy nó còn lửa hay không. Nó còn lửa hay không, để nhiều khi về mình
nó bị chết lửa không cái anh em kiếm không ra. Chưa? Đó, ok liền đó, có ra thao thử. Ok, dịnh như ăn này đè vô rồi. Nhâm đi. Cái này, cái dịch dịch này nữa, để bên em chế là tụi em làm lại gì cho anh em bà con bắt mình đây. Có gắn dễ dịch. Có gắn dễ dịch. Nó vô đây nè. Gắn gì vậy? Miếng thú gì vậy? Dạ, đúng chiều rồi đó con. Toàn nghiệp tiền nó bờ ra. Con cứ thoải mái đi, cái mấy mà mấy nhông á nó mới giật ngược, còn này mấy chân. Cắm giật cái làm gì tiền. Tiền. Lít. Đó. Không biết làm sao mà gắn giật đi làm sao mà giật mà tới nó nổ lên cái chiều mới cho ăn cơm còn không ấy giờ chiều khỏi cho ăn cơm luôn đó. Đó cái nữa tài ơi vô tiếp tiếp anh cái tài ơi không này giật test thử cho bà con mình nghe thôi hả chứ còn cái kia thì mình không còn chạy cho nó chịu chạy anh em. Nó vừa chạy chắc ngồi em chạy quá. Cái nữa không chạy rồi mình bán cho bà con mình nhá khác còn được. Bị này là em cũng không có biết. Ủa mình có đồ mở bugi không? Con trai rồi mình mở bugi mình thử chịu khó thử lửa cho bà con cái nữa được rồi. Cái giật con này ngồi chắc mấy đứa con le lử hết trơn quá. Trời ơi, cái bugi nãy giờ như chưa đè vô gì á. Vô không lọt. Cái kia cần mới được. Cây dài dài không tới quay anh quay em quay em bugi giờ mình xèo quá không thầy phải thôi bugi dặn cho có gì dặn cho có anh em ơi hàng dây giật nó không có chạy anh em ơi cái máy mà anh em thấy nhìn ba người đè ba người giật là anh em biết cỡ nào rồi đó cái máy mà dặn chúa giật anh được anh cũng nhảy tới nóc nhà. À, bà con biết cái chào của cu lê tư không? Nó thì ra rồi đó. Đó, chùi vô quần nữa, nó chụm vô quần rồi chùi vô quần nữa đó. Cái chừng nó phật nghe thông báo là có xăng rồi giật lên có phèo cái là thầy trò là cháy quéo đâu hết trơn luôn á. Không thấy lửa, chết bugi rồi. Còn có bugi nào đắng không? Cho em mượn cái bugi để em test cho cái nha nè. Bugi không thấy lửa. Giật lửa cái gì? Nhìn nhẹ thôi chứ. Không thấy miếng lửa nào hết trơn em ơi. Bị chết mu rồi. Thằng bay nữa rồi đó. Chết mu rồi. Bugi không có miếng lửa nào chơi nè. Bây giờ con lấy cái cây giấy nè, con giọt ở đây coi biết cái này nó còn lửa hay không, mà biết không? Con sắt hay cái gì á? Con tay con đưa cái. Mạnh vô nó vô.
đó. Rồi, 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 cô ghi lộn bên em ơi. Cô ghi nơi tiêu rồi. Cái này bỏ vô nấu luôn. Mày tiên cứu mày với thằng tiền tiên rồi. Tiên cứu với thằng tiền rồi. Ba người đây hả? Nghe cái này. Mày dòm rồi. Cái này. Tiên cứu mày rồi. Không có lửa ở trên hàng kia, giật muốn le lỉ. Con gắng, cố gắng con giật đi tiền là thời gian cơ bắp con nó lên. Nó lên cục cục luôn á. Đi đi học sớm ấy mà bắt thắng nó về. Lúc này cha nó về xong mà thấy không thấy tiền nó bự mà cơ bắp nó bự quá. Là bắt thắng bắt giật mai tối vậy. Bắt nhỏ quay F10. Quay F10. Chưa, đừng có kép. Rồi, 2, 3. Có lửa rồi mới chưa chạy. Cái nữa rồi thôi nha anh em ơi. Cái nữa rồi em báo giá cho anh em mình. Nhưng mà có lửa rồi đó. Có lửa rồi. Em nghĩ chắc nãy giờ đổ xăng nhiều quá nó ngọt. Được chi được rồi bạn ơi. Rồi thôi nghỉ rồi anh em ơi. Cái này giờ em báo giá cho anh em là cái máy tình trạng là nó là nãy anh em thấy giật lửa nó dữ lắm luôn nhưng mà giờ nó không chạy. Rồi máy này em bán cho anh em là 3.3 triệu em bao ship anh em. Giờ anh em chưa có xúc bình xăng cho anh em coi lửa lại giùm em. Còn hiện trạng thì cái máy này nó có đầy đủ đồ hết trơn anh em, mà thiếu chụp giật. Còn chụp giật thì bên em hỗ trợ tặng cho anh em cái này nè. Giờ anh em chưa có gọc cái rảnh nha. Gọc rảnh ra anh gắn anh em gắn cái này được. Gắn hai ngóc vô rồi. Rồi 3.3 triệu em bao ship máy này anh em. Rồi em dưới em có về con phải phát cỏ này nè. Nó nói anh em là nó mới giữ dần mới đi. Đó, mới đẹp long lanh lấp lánh luôn. Mấy bãi gì mà đẹp gì. Đổ xăng vô nó chạy luôn. Cần láp gì. Có tay lên ga thì bên em có thay nè. Có tay này tay mới nè. Tay mới chứ không phải tay của nó. Còn cái này bu ly chén gẹp là nó đầy đủ hết trơn luôn á. Này rồi nhà con thép hàng cho cô chú mình nha. Này tụi em là hoàn toàn không có chuẩn bị trước nên em gặp rồi. Cái này Maru 23 Maru 23 chơi lực. Cái này em bán không có kèm theo phụ kiện gì hết nên em nhớ lưu ý nha. Cái máy không bây giờ nó đẹp quá nên chống mua nha mọi người. Đẹp gì đây, không kèm theo phụ kiện gì hết. Cái này em bán cho anh em 1.3 triệu với ship 50.000 nữa, 1.350 triệu. Anh em nào làm được cái máy này thì alo mẹ mấy. Máy gấp mới luôn. Giờ con tắt con giật lại cho cô chú mình nha. Tới nó chạy rồi là nó chạy dữ lắm vậy luôn. Rồi 1.3 triệu phí ship 50 còn 1.350 triệu là cái máy này anh em. Anh em nào làm được cái máy này alo giùm em nhé. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Rồi cảm ơn hai thợ giật nha, hai thợ giật một thợ đè. Chào tạm biệt anh em.